Hello, New World, all the boys and girls, I got some true stories to tell. Chào mừng những thần dân của đế chế Việt Rap. Hẳn là các người đang ở đây vì sự thèm muốn tri thức. Các người muốn được nghe kể tiếp về những trang sử hào hùng, những điển tích đầy bi tráng của lịch sử Việt Rap sau hai chương sử trước đây, phải không? Nếu như trận Beef năm 2013 là cuộc tổng chiến giữa những tổ chức cộng cán, máu mặt của hai miền Nam Bắc, còn cuộc Beef năm 2016 lại mang đậm tính cá nhân từ những cái tên đình đám trong giới tham gia, thì trận Beef năm 2018 chính là cột mốc đã mở ra một kỷ nguyên mới của nhạc rap Việt Nam. Khi song song với việc tham chiến của các cá nhân đã có chỗ đứng trong cộng đồng, còn có thêm rất nhiều gương mặt trẻ sáng giá đã không ngần ngại xuất hiện, bày tỏ dõng dạc và đanh thép những nhận định cùng quan điểm của mình. Và cuộc chiến ấy cũng chính là nội dung tâm điểm của Việt Rap Sử Thi ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Hip Hop. Hãy cùng ngồi xuống thật thoải mái, chuẩn bị một tâm thế để tìm hiểu chi tiết các góc độ khác nhau của trận Beef năm 2018 với bọn mình nhé. Đầu tiên, về bối cảnh, đã có những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan khiến cho trận Beef này nổ ra. Cụ thể, có thể kể đến như sau. Sau hai trận Beef lớn diễn ra vào những năm trước đó, như trận Beef Bắc Nam năm 2013, hay vụ ẩu đả vào ngày 17 tháng 9 năm 2016 giữa X và Báo và Black Murder, sự kiện này đã kéo theo nhiều nhân vật cộng cán khác vào tham chiến. Tình hình chung của cộng đồng rap ở hai đầu Nam và Bắc lúc bấy giờ đã có những sự thay đổi lớn rõ rệt. Tại miền Nam, kể từ sau những thành công từ việc phát hành các mixtape như X và Báo, The Most Wanted, Vote For Us hay mixtape cá nhân Điện Tử Thẻ và Truyện Tranh của B-Ray và cùng nhau thực hiện các chuyến lưu diễn vòng quanh khắp mọi miền Tổ quốc, thì bộ đôi X và Báo đã đưa ra lời thông báo chính thức về việc giải tán sau 3 năm hoạt động cùng nhau, do họ đã có cho mình những định hướng riêng. Sau này, khi nhìn lại toàn bộ sự việc, nhiều người cho rằng sở dĩ có sự tan rã này là để tạo điều kiện thuận lợi cho B-Ray tiến lên hoạt động mainstream tại Việt Nam trong những năm tiếp theo của sự nghiệp. Bên cạnh X và Báo, nhiều đội nhóm đại diện cho miền Nam như DCOD, Hazard Click, 95G, OTD, G-Fire đã có cho mình nhiều tác phẩm nổi bật, góp phần giữ vững vị thế cho hip-hop tại mảnh đất này trên bản đồ hình chữ S. Chi tiết hơn, tại Sài Gòn, đô thị sầm uất nhất miền Nam, còn có hàng loạt các hoạt động giao lưu freestyle rap liên tục được tổ chức ở Việt Gang và rồi mở rộng ra nhiều nơi lân cận, thậm chí là ở các khu vực miền Tây và miền Đông với các hội nhóm tiêu biểu như Bạn Có Tài Mà, Ace Freestyle hay còn đọc là Anh Chị Em Freestyle, Mày Nghĩ Mày Biết Rap, đã tạo nhiều điều kiện cho giới trẻ tiếp xúc với nhạc rap cũng như văn hóa hip hop hơn, khi những đội nhóm này đã đào tạo ra những freestyler trẻ và tài năng cho cộng đồng như Tick, Quang Tèo, TT, 90, Toucan, Pháo, Văn Hưng, Droppy, Key, Billy, Khánh Jace, Negif, Pikey, Kick. Những người đã liên tục tham gia một số giải đấu đáng chú ý khi đó có thể kể đến như Battle King 2017, Freestyle Free Flow Happy 99, Mày Nghĩ Mày Biết Rap Cờ Bắp hay giải Freestyle Thằng Cha Mày. Hòa nhịp cùng sự phát triển của rap và hip hop tại miền Nam, một khu vực khác là miền Trung cũng đã có cho mình những đại diện lớn như Tây Nguyên Sao, Mondo Records, Oang, Missile Hustlers, mang lại nhiều màu sắc khác biệt nhau, góp phần phổ biến âm nhạc rap nói chung đến với cộng đồng người nghe nhạc Việt Nam. Còn ở phía miền Bắc, bên cạnh việc freestyle rap trở nên phổ biến với sự tham gia bởi những tổ đội như Ramzone, CDN, Công Dân Ngầm, Thanh Xuân Wolves, 7LD, GVA, Underground Night thông qua các hoạt động giải đấu được tổ chức mà tiêu biểu là Rhythm on Stage, 420 Jam của Duncan Magazine, Hưởng Đông, Dopeness Battle. Và không thể không nhắc đến cái tên có sức hút lớn trong cộng đồng rap phía Bắc vào thời điểm này, đó chính là RVP, Rap Việt Punchline. Nhóm được thành lập vào năm 2013, hoạt động trong một vài group online mà đáng chú ý nhất là lập nên group Facebook RVP với mục đích chia sẻ, giao lưu các kỹ năng liên quan đến rap vào đầu năm 2015. Đến năm 2016, nhận thấy họ không còn chỉ đơn thuần là một group cộng đồng, RVP đã chính thức chuyển mình trở thành một tổ chức thông qua việc fanpage của riêng họ đã đi vào hoạt động. Chính tài khoản mạng xã hội này
và những group mà tổ chức đã thành lập ra. Đã từng là địa điểm uy tín cho hàng nghìn các hội viên trao đổi về kiến thức rap cũng như làm nhạc với nhau. Dàn quản trị viên chủ chốt như MC Ill, Classic, Wi-Fi T, Super E, DVD đã liên tục phổ cập các định nghĩa chuẩn về những kỹ thuật trong nhạc rap, mà tiêu biểu chính là việc phổ biến chữ P trong tên của tổ chức, Punchline. Đồng thời, RVP cùng những tổ chức thân thiết cũng đứng ra host các trận battle, các show diễn hay các cuộc thi theo hình thức cả offline lẫn online. Các crowd rap battle không biết chuẩn format với King of the Dot đầu tiên tại Việt Nam đã được ghi nhận và ghi hình ở rap show Sói Ca năm 2016. Sự kiện được thực hiện bởi Thanh Xuân Wolves cùng các thành viên của RVP, Homie Freestyle Hà Nội, v.v. Có khá nhiều cái tên quen thuộc với cộng đồng rap Việt thời nay đã đứng chung sân khấu trong sự kiện này. Từ MC Ill, Giang Đẫm cho tới những Word, phiên bản ngày xưa của Wordy hay Bloody aka Chị Cả hay Rapper Mood, người sau này đã biến hình thành producer Dustin Ngô. Đây có lẽ cũng là nền móng để tổ chức các giải đấu đều đặn hơn, quy mô lớn hơn như chuỗi sự kiện Disneyland và One Router. Về online, RVP Battle cũng đã trở thành một giải đấu thường niên, quy tụ nhiều rapper tham dự từ năm 2015. Tuy nhiên, chặng đường phát triển của RVP cũng đã nhận về không ít những ý kiến trái chiều từ trong giới rap, hip hop, dẫn đến leo thang căng thẳng với nhiều nhân vật hay các tổ đội khác. Tiêu biểu là trận beef giữa MC Ill và SD Records, hay mâu thuẫn ngầm giữa RVP với GVR cùng anh em rap. Về sau, RVP vẫn tiếp tục đào tạo nên những battle rapper tiềm năng cho cộng đồng. Đặc biệt có thể kể đến như Choi, qua danh hiệu Battle King khi thống trị hàng loạt các giải đấu rap lớn nhỏ tại Hà Nội. Bên cạnh đó là cả Phúc Du, người đi lên từ RVP Battle năm 2017 cho đến One Router. Thậm chí, anh còn từng có một trận tỷ thí với chính Choi trên sàn đấu ủa show Disneyland 5. Cả hai đều là thành viên của tổ đội Vinagang, cùng nhau hợp lực và gây ra những tiếng vang lớn không chỉ trong những giải đấu rap, mà còn có sức ảnh hưởng sâu trong cộng đồng thông qua những tác phẩm âm nhạc như Phổ Độ, Đồ Sát, Real Rap, Cơn Lốc Trên Đường Cao Tốc, Vinagang, v.v. Từng thành viên của Vinagang cũng đã tham gia vào những trận beef đáng chú ý như Phúc Du đấu với Lăng LD, Choi đấu với Wright, Rich Choi đấu với B-Ray hay Phúc Du đấu với J.O.K. Qua đó cũng có thể thấy những cái tên mà bộ đôi Vinagang đối đầu phần nhiều đến từ miền Nam. Cho nên dù trước đó RVP đã từng có mối giao hảo tốt với các rapper miền Nam trong giai đoạn từ 2015 đến 2016, nhưng kể từ cuối năm 2017, mối quan hệ hòa bình này dần trở nên lung lay khi những người liên quan đến cả hai phía đều có những mâu thuẫn ngầm với nhau và chỉ chực chờ thời điểm thích hợp lên mic để giải quyết. Điển hình có thể kể đến trận battle giữa hai rapper nữ là Queen Bee và Foxy. Chính những điều trên cũng là chất xúc tác dẫn đến trận beef lớn giữa hai đầu Bắc Nam trong năm 2018. Ngữ cảnh đã có đủ, vậy thì diễn biến trận beef lớn nhất trong cộng đồng rap Việt Nam năm 2018 đã diễn ra như thế nào? Hai tuần trước khi cơn đại hồng thủy chính thức ập vào đất liền, đã có một nguồn cơn khiến cho trận beef này nổ ra, nhưng lại không qua một track trực tiếp nào cả, mà lại đến từ một video live stream. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2018, MC Ill trong một đợt live stream đã trả lời các câu hỏi của các fan nghe nhạc. Bên cạnh nhận định của anh về cộng đồng rap miền Bắc, quan điểm trung lập về trình độ và chất lượng hai miền, thì câu trả lời của anh về việc sử dụng vần trong rap đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn. Sau khi giải thích quan điểm sử dụng vần phải rõ nghĩa trong câu của mình, Hưng Cao đã lấy bài WTC hay Wu-Tang Clan của Lăng LD và Black Green để làm ví dụ cho sự ép vần và lỗi ngữ pháp tiếng Việt mà một cơ số rapper đang mắc phải. Video clip này mặc dù sau đó đã bị xóa trên các trang của MC Ill, nhưng đã kịp được lưu lại và tiếp tục được truyền tay trong cộng đồng một cách rộng rãi. Kế đó, khi tổ đội OTD phát hành đĩa đơn Cà Rá nằm trong mixtape Cậu Bé Lớn được phát hành vào cuối tháng 3 năm 2018, đã ghi nhận phần thể hiện của C-Chance qua hai câu rap rất đáng chú ý: Sài Gòn là thủ đô, còn Tây Đô với tao là nhà nước. Những lời rap này đã trở thành chủ đề bàn tán lớn trong cộng đồng khi đó. Hai lời chỉ trích đáng chú ý nhất nhắm tới bài nhạc này đều đến từ miền Bắc. Đầu tiên là một bài post trong group fan giải đấu Disneyland của Rich Choi đã công khai chỉ trích những bars rap của Hải Triền. Đến đầu tháng 4, đến lượt Phúc Du đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, đã kích mạnh bạo đoạn lyric trên, mở đầu cho mâu thuẫn giữa hai bên. Cũng tại phần comment bên dưới bài post này, MC Ill đã để lại một câu wordplay với đại ý rằng bọn tao xài tiền Việt, không cần Tây Đô.
Về phía C-Chance, anh khẳng định rằng luận điểm và lyrics của mình không nhắc đến bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chính trị. Nó là cái câu rap nhằm thể hiện tình yêu quê hương, trân trọng nơi anh sinh ra với một phong thái khá tích cực và thân thiện. Trong khi đó, căng thẳng lại gia tăng với các cá nhân khác. People đã góp vào một status ẩn ý nói đến vụ việc lần này với những comment chi tiết nhắc đến MCU. Ngay sau đó, MCU đã đăng tải một status khác nói lên suy nghĩ của anh về vấn đề kỳ thị vùng miền trong giới rap hip hop Việt Nam, được kết thúc bằng dòng chữ Oh my Bucky stand up, chơi chữ Bucky với Bucky. Câu kết này cùng những luận điểm trong status của MCU đã gây nên sự phẫn nộ lớn đối với một bộ phận người trong cộng đồng rap miền Nam. Như để đáp lễ, một số rapper đại diện miền Nam cũng đã trực tiếp đăng đàn để thể hiện sự bất đồng quan điểm với MCU, trực tiếp hay gián tiếp. Những người đã tham gia vào phong trào này có thể kể đến như Dick, Blacka, Young Edge và đương nhiên, người mà cả miền Bắc lo sợ khi nghe danh làm sao có thể thiếu được, Skyler. Đấng cũng đã thông báo sẽ đại diện cho miền Nam tham gia vào trận beef lần này. Chính C-Chance sau đó cũng đã đưa ra lời call out hay tuyên chiến gửi đến Phúc Du cho một trận beef thông qua status ngắn gọn trên Facebook. Riêng về phần GVR, tổ chức này lại đăng tải thông báo chính thức rằng sẽ không tham gia hay dính líu gì đến trận beef lần này. Lý do mà Genius Việt Rap đưa ra là họ là một tổ chức quy tụ đủ các nghệ sĩ từ cả Bắc Trung Nam, cũng như chưa từng coi bên nào là kẻ thù của mình. Đến tối ngày 5 tháng 4, sau nhiều hoạt động giao tranh, thì cuối cùng People đã khai nòng cho trận beef, được cho là lớn nhất năm 2018, với diss track bằng Chuck, với mục tiêu là Phúc Du. Không phải. Hay là MC yếu? Cũng không phải. Bất ngờ thay là diss track này lại nhắm vào Ramastic, lẫn LK cũng như Space Speakers. Đây có thể được xem là một động thái rất bất ngờ và có phần khó hiểu ở thời điểm đó, đến từ chủ nhân của bản hit Lý Cây Bông. Khi chiến sự đang xoay quanh căng thẳng giữa RVP với các rapper miền Nam, thì People lại chọn Ramastic, một đối tượng tưởng như không hề liên quan đến cuộc beef, là mục tiêu chính. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn thật kỹ, quay trở lại thời gian vào khoảng đầu tháng 3 năm 2018, Ramastic đã có màn comeback với sản phẩm Phán Xét kết hợp cùng producer Toliver. Ca từ gai góc và màu âm nhạc hiện đại đặc trưng của Ram trong bài nhạc đó đã gây xôn xao dư luận. Khi người hâm mộ phát hiện ra, phần intro cũng như lời rap của anh không chỉ ẩn ý đến tranh cãi với nhạc sĩ Dương Cầm trong chương trình Sao Đại Chiến vào năm 2017. Nhưng đây em muốn mang một cái bản nhạc hoàn toàn thuần funky. Đúng là phong kỳ, trong những khi một gì bài mà... một bài hát rất là cũ, bạn một bản phối rất là cũ thì tôi nghĩ là cái phần trình diễn nó chẳng có gì để xem. Mà còn nhắm đến những cái tên tiêu biểu của cộng đồng rap hip hop miền Nam như B-Ray, Bipo và Blacka qua những bars ở verse cuối của bài. Sẽ luôn có đầy những thằng đi gieo nghiệp mà vẫn muốn gặt thành quả, ôm theo cả đống lời cay nghiệt mỗi khi vét mặt về nhà. Cuộc đời của mày hèn nhất là chửi đến bậc mẹ cha, cái cách hành xử của loài động vật chưa được cập nhật tiến hóa. Hay ở khổ ngay kế, nhìn xem lũ bạn của nó, ngày xưa hiềm khích chửi swag tóe loe, bây giờ cũng đã phải biết đầu tư clip khoe gái khoe xe. Nên bỏ đi tư duy cũ rích và đừng bốc phét về cái đam mê, vì chỉ mày biết còn lại những gì khi màn hình tắt tất cả ra về. Có lẽ chính việc YC châm biếm People và Blacka cuối cùng cũng phải mang xe cộ và phụ nữ vào MV trong dự án The Black People đã khiến People không muốn bỏ qua cho Ramastic và đưa luôn anh vào tầm ngắm để tấn công trong bản track. Qua những câu rap khẳng định rằng chuyện flex của cải vật chất trong track nhạc ra mắt cuối năm 2017 đó chẳng là gì so với tình bạn giữa anh và Blacka khi cả hai đều là thành viên của tổ quả. Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, bản track vừa lên sóng ít lâu thì Ramastic cũng để lại một status chia sẻ rằng anh đã nghe được bài diss nhưng sẽ không đáp trả lại, mà chỉ thông báo sang tuần mới có thêm nhạc tiếp. Và đây là lúc cả hai miền chính thức cùng đặt chân vào cuộc chiến kinh điển này. Đến rạng sáng ngày hôm sau, tức ngày 6 tháng 4 năm 2018, Phúc Du đã cho ra contract tốc chiến cần cẩu, reply lại People khi cho rằng việc rapper miền Tây tấn công Ramastic là một điều điên rồ, vào lúc mà trận beef đang xoay quanh mâu thuẫn giữa các rapper miền Nam với RVP, đặc biệt là MCU. Qua bài diss cần cẩu, Phúc Du đã khiến cho trận beef trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thậm chí anh còn nhận được lời khen từ Sonbass, nhưng cũng có những nhận định rằng đây là lời khen nửa vời với hàm ý mỉa mai nhiều hơn là tính xây dựng. Chúng mày chơi lần này vậy cá là đéo hay, đông vào thủ đô bố mày thấy là đéo tha, ước gì tất cả lũ chúng mày dám mà đéo gay, để đéo có cho khoe nhạc cứ gáy mà đéo ra, chúng mày dám luôn quả thật.
Ngay trước khi trận beef đến hồi cao trào, những đối tượng lạ lại bất ngờ tham chiến. Song song với kèo so găng giữa Phúc Du và Son Bass, hai cái tên mới toanh từ hai miền đã đơn phương độc mã lao thẳng vào chiến trận đang sắp sửa đến hồi gây cấn. Hades đến từ miền Bắc và Obito đến từ phía miền Nam. Đầu tiên là Hades với Jack tiếu ngạo giang hồ, chứa đựng bên trong các line có hàm ý nhắc đến bộ đôi Ít và Báo cùng Son Bass. Bài nhạc này được khá nhiều người trong cộng đồng nghe rap chú ý, cùng với đó là các feedback đánh giá cao về lyrics vần cũng như luận điểm của nhân tố bí ẩn này. Với Obito, thứ làm người ta nhớ đến anh và Jack tham chiến của riêng mình là chiến thư cho đến tận bây giờ, là một tinh thần mạnh bạo, khẳng khái trong tất cả các câu rap mà anh đã mang đến. Với việc những rapper ở hai chiến tuyến đang giao tranh quyết liệt, sức nóng của trận beef cũng đã lan tỏa nhanh chóng trong cộng đồng. Người hâm mộ của các rapper tham gia đã chia hẳn làm hai phe, công kích lẫn nhau cũng như bảo vệ cho phía mà họ ủng hộ, dẫn đến vấn nạn tiêu cực của một số thành phần bị kích động, mà nặng nhất là văn hóa gắn cờ cảnh báo đến bài Cần Cẩu với nội dung chứa ngôn ngữ thô tục không phù hợp cho người chưa đủ tuổi theo tiêu chuẩn cộng đồng của YouTube. Điều này đã được Phúc Du thông báo trên Facebook. Nó đã trở thành một vấn nạn gây đau đầu không chỉ cho các rapper mà đến cả những fan hâm mộ chân chính theo dõi xuyên suốt trận beef này. Chưa dừng lại ở đó, những hành vi Photoshop hình ảnh giả mạo lời nói của nghệ sĩ hay hack các tài khoản mạng xã hội của các rapper cũng theo đà mà xuất hiện ngày một dày đặc, gây khó dễ cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc nắm bắt được các thông tin thật chính xác. Trở về với trận beef, sau bài Cần Cẩu của Phúc Du thì một số rapper miền Nam như AC, Black B cũng đã đưa ra những dòng trạng thái ẩn ý sẽ sớm bước vào trận beef. Ngay 12 giờ đêm hôm đó, Son Bass chính thức tham chiến với diss track mang tên rất dài là Không Có Diss Ai Hết Nha, Tôi Theo Chủ Trương Hòa Bình, Chết Mẹ Lộn Cái Này Là Title, aka Nam Kỳ Bắc Kỳ, nhắm đến RVP, và nhận về gần như ngay tức thì vào ngày hôm sau, tức ngày 7 tháng 4, với bài Reply Ba Con Chó Ngọng 2 từ Rich Joy. Diss track này của Rich Joy không chỉ diss Son Bass, People, những người đã tham gia vào trận chiến lần này, mà còn nhắm đến cả đối thủ cũ của mình là B-Ray. Động thái này đã khơi lại mâu thuẫn giữa Rich Joy với Bảo Thánh Thiện từ cuối năm 2017. Bên cạnh đó, Binzy, Kiban và Tony TK cũng bất ngờ cho đăng tải những status với nhiều ẩn ý, khiến cho người hâm mộ hy vọng rằng họ sẽ tham gia vào trận beef sau khi nhiều homie của họ đều có liên quan tới một mức độ nhất định nào đó trong cuộc chiến này. Thậm chí, cả AC cũng đưa ra lời nhận định khách quan về trận beef này là một cuộc kiểm duyệt năng lực khi có sự xuất hiện của nhiều rapper trẻ sở hữu kỹ năng tốt. Và có lẽ như để thể hiện đúng status của AC, cùng ngày hôm đó, thêm kha khá cái tên mới toanh với nhiều rap fan đã tiếp tục thể hiện quan điểm của riêng mình trong cuộc beef này. Tiêu biểu có thể kể đến các bài như Stand Up của Pass hay Cậu Phát, Chu Vĩ, Dills, Sói Bạc, Red, King Kudo đến từ miền Bắc. Đây đều là những cái tên trực thuộc thế hệ kế cận của RVP hoặc là những người anh em thân thiết với họ. Hades thì vẫn là Hades. Red Bass đã được anh cho ra lò ngay ngày 7 tháng 4 như một lời reply gửi tới Son Bass. Căng thẳng chiến sự vẫn cứ tiếp diễn khi vào ngày 8 tháng 4, Phú Nhỏ cho đăng tải một status hỏi ý kiến fan nếu anh mở show cho OTD và mời bộ đôi Phúc Du và Rich Joy về diễn những bài diss của họ. Cùng trong ngày này, Son Bass và Rich Joy mỗi bên đều cho ra một track tốc chiến reply lẫn nhau mang tên Lag của Son Bass, mở ngoặc, in đậm và gạch chân, đóng ngoặc. Cách đặt tên bài của Son Bass châm biếm việc lyrics rap của RVP hay xuất hiện những phân đoạn viết hoa cho người đọc dễ theo dõi và hình dung ra wordplay của họ. Ngược lại, Joy lại có một tiêu đề bài nhạc rất thẳng thắn và vào vấn đề. Đó là Bát Cực mở ngoặc địt mẹ Son Bass. Đúng là hai bên đang dùng mọi cách với những suy nghĩ táo bạo để đả kích nhau. Bên cạnh đó, Rick thuộc V Original cũng tham chiến với diss track Listen Bucky. Lịch sử cuộc beef cũng ghi nhận sự xuất hiện gián tiếp của MC 12 khi anh không tham gia với bất kỳ bài nhạc nào, nhưng đã khẳng định rõ quan điểm không thích Son Bass hay Joy và Hưng Cao. Do đối với anh, họ đã mang vấn đề phân biệt vùng miền đi quá xa. Đêm hôm ấy, Rich Joy tiếp tục chiến đấu trên một mặt trận khác ngoài nhạc. Khi anh tiến hành livestream với đại ý chê MV mới của B-Ray thiếu đầu tư, dù cho đã nhận được nguồn tài trợ. Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018. Ramastic tiếp tục có những tương tác nhất định với trận beef khi anh nhá hàng Project khi màn hình tắt và chủ động comment vào post xe nhạc chiến đấu hôm qua của Rich Joy, do trong bài có chúc mừng sinh nhật nam rapper yêu năm. Còn về Son Bass,
Thay vì chọn khô máu với Rich Joy thì anh đã đưa ra thông báo ngừng chiến với Battle King sau bài Bad Cook và gợi ý rằng mình có thể sẽ nhắm đến một trận khác vui hơn, chẳng hạn như với MC Ill. Sau khi thấy Rick ra track Listen Bucky, ICD cũng đã không bỏ qua mà đăng lại status phản pháo, ẩn ý rằng anh sẵn sàng tham dự trận beef, dù trước đó giữa Rick và bộ đôi ICD và Max thuộc 7LD đã từng có một trận battle giao lưu vào cuối năm 2016. Đáp lại lời kêu gọi của ICD và những homie của anh, trên trang fanpage của V Original cũng đã đưa ra thông báo sẵn sàng vào beef với 7LD theo nhiều phương án khác nhau, dù là solo 1-1 hay đấu cả team, và yêu cầu chỉ đấu đúng một round duy nhất. Và đương nhiên rồi, B-Ray đã không để yên sau khi thấy livestream của Joy. Một status khá dài đã được anh biên soạn để phản pháo ngay sau đó. Tuy các nhân vật chính không trực tiếp reply nhau ngay trong ngày hôm đó, nhưng cuộc beef vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngọn lửa chiến vẫn được giữ bập bùng bởi những rapper next gen. Ở miền Bắc, Pipo và Sonbass tiếp tục trở thành chủ đề chính trong bài rap Bang, với người khơi mào là một cái tên từng đánh 83 lại ra 38 nhưng vẫn có ông bà già lo hết. Nghe thì hơi khó tin nhưng quả thật, dấu chân của Bình Gold đã từng in lên trên chiến trường này. Sang ngày 10 tháng 4, lần lượt Torrey Knight và Tony TK đều chính thức tham chiến với những diss track như Hai Thằng Phế Vật hay Fuck Vina Gang nhắm đến Phúc Du, Rich Joy và MC Ill. Đáp lại, Rich Joy cũng liền tốc chiến với contract Ba Con Chó Ngọng 3 nhắm đến Torrey Knight, Rick và Tony TK. Bài reply sau đó đã bị Tony TK phản bác qua status là gây mất hứng. Do đối với anh, chất lượng âm thanh của bài Ba Con Chó Ngọng 3 còn sơ sài và thiếu đầu tư. Skyler cũng cho ra bài Tân Thời 4 gây bất ngờ lớn cho dư luận khi không chỉ tấn công vào các rapper ngoài Bắc, mà còn chỉ trích luôn đến cả những rapper trong Nam như B-Ray, John H và Linh Lam. Như được truyền năng lượng từ lời hiệu triệu hào hùng của Đấng, có thêm một người ngoài hành lang đã cầm cái viết lên, gom hết khí thế hào hùng, tư tưởng đanh thép, viết ra hàng chục bars để nghênh chiến với Joy và Phúc Du. Người có thể bình định cả hai miền đã tới, đó chính là bài diss miền Nam tốc chiến của Kenny Du. Mày chỉ là con chó, còn tao là dũng sĩ. Vì tại hôm nay tao đã siêu xuất cho mày đi tất tại. Mày nghe nè, không phải là tao không phải là tao muốn găng, mà tại vì mày chó quá, mày biết tao. Để cho mày biết thế nào là gác, thế nào là gác, ok? What the fuck? Bên cạnh đó, cũng trong ngày này Ramastic đã phát hành thêm một sản phẩm mới như lời thông báo trước đó, là single Khi Màn Hình Tắt, cùng sự xuất hiện của nhân cách YC John Krizo ở đoạn cuối với những lời rap bày tỏ quan điểm về giới showbiz Việt, các tranh cãi, đấu đá lẫn nhau trong giới underground cũng như cộng đồng mạng. Sản phẩm này của Ramastic nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và được đem ra phân tích trong thời điểm căng thẳng nhất của cuộc beef hai miền. Đến ngày 11 tháng 4, đến lượt các hacker hai miền tung các bản diss của chính mình. Hai track Global Band 1 và 2 lần lượt được gửi gắm đến với Joy và B-Ray. Sát thương của hai bài diss là quá lớn, khiến cả đại diện Vinagang lẫn X và Báo bay ạt chỉ trong chớp mắt. Trong khi đó tại Hải Phòng, tổ đội 7LD đã đưa ra câu trả lời chính thức với diss track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 từ ba thành viên Crazy, Freaky D và ICD sau khi chấp nhận lời khiêu chiến của VO. Ngay sau đó, Việt Original cũng đã có thông báo chính thức sẽ phản pháo 7LD vào ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, nó đã không thể hoàn thành đầy đủ như mong muốn khi trưởng nhóm Magazine đưa ra thông báo chính thức sẽ rời nhóm sau 3 năm gắn bó. Và VO chỉ có thể nhá hàng demo cho Big Track phản pháo lại 7LD với 5 thành viên nòng cốt tham gia là Rico, SOS, Magazine, Rick và Đá Đen. Trở lại mặt trận chính của trận beef, vào tối cùng ngày, Pipo đã cho ra lò contract sau bất kỳ thế. Lần này anh đã thật sự chính thức nhắm đến bộ ba Phúc Du, Rich Joy và MC Ill, cũng như tố rằng một công ty giải trí đã đứng đằng sau bắt tay ký kết hợp đồng phát hành nhạc quảng cáo với RVP nhằm giật dây gây nên căng thẳng trong trận beef lần này. Ngoài ra, Pipo cũng không quên đá đểu Ramastic vài câu trong bài diss sau bất kỳ thế được Pipo thực hiện sau rất nhiều status thông báo.
Thậm chí trong số đó có cả lời đề nghị mời RVP xuống Cần Thơ tham gia vào giải Battle Freestyle diễn ra vào ngày 21 tháng 4. Thiệp mời này đã không nhận được phản hồi dù trước đó chính người của Tổ Quạ, tính cả Pipo và Blacka, đã từng đến mua vé và tham dự bữa show Disneyland 5 được RVP tổ chức vào tháng 1 năm 2018. Sau khi các rapper trẻ miền Bắc đã cho ra track Stand Up vài ngày trước đó, Next Gen miền Nam cuối cùng cũng đã đáp lễ bằng một big track của riêng họ. Có tới 9 cái tên lần lượt là Rocky, Trip K, Nhạc Bụi, Obito, Mr. J, Finizo, Gio, Ken và Serbi đã góp verse vào track Việt Nam với thời lượng tổng là 10 phút. Đặc biệt, trong một cú plot twist khá thú vị khác, rapper Thỏ, thành viên kỳ cựu của anh em Rap và Đà Lạt, bất ngờ release track Ya 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 Ya, mở ngoặc không diss ai, đóng ngoặc, với hàm ý nhắm vào Rich Joy cùng trường phái rap kỹ thuật mà anh cho rằng thiếu đi flow và tính nhạc. Ngày 12 tháng 4, các rapper bàn phím tiếp tục thi triển kỹ năng cắm cờ thượng thừa của mình, và nạn nhân lần này là Pipo và Tick. Khi track sau Bắc Kỳ Thế đã bị report, còn tài khoản Facebook của Huỳnh Công Hiếu đã tạm thời biến mất khỏi bản đồ rap Việt. Song song với việc battle kiểu mới qua mạng, lại tiếp tục có thêm những OG như Thiểm Small và Zenki của diễn đàn tổ chức rap đời đầu tại đất Bắc, Fan Hip Hop aka Việt The Best, đã có màn hợp tác phát hành diss track màu sắc cổ điển mang tên này Rapstar nhắm đến Ramastic. Đây cũng là phát súng đánh dấu cho sự trở lại của Fan Hip Hop sau một khoảng thời gian rất dài vắng bóng trong cộng đồng. Và cũng trong hôm đó, sau rất nhiều sự chờ đợi từ các bên, thì MC Ill đã chính thức có câu trả lời dành cho Pipo với diss track Hồng Long Mộng. Track này của MC Ill sau khi ra lò đã trở thành một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Hưng Cao, cùng với đó là tạo ra một chủ đề lớn để cộng đồng bàn tán khi lời rap có tính sát thương cao của nó đã bị một bộ phận rap fan mang ra sử dụng với mục đích kích động và chế giễu Pipo kể từ đó trở về sau. Và dạy thêm chúng nó cách làm người, ghi chép rồi cút về nhà mà đọc. Lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, nói nát đừng có làm giả bảo ngọc. Lũ chúng mày đừng có mơ hồng lộng. Chuyển sang một mặt trận khác, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4, đã có các sự kiện đáng chú ý xảy ra như Trắng TV chính thức lên thông báo phủ định những thông tin mà Pipo tố cáo liên quan đến việc các rapper miền Bắc có công ty truyền thông giật dây. Toranai cho ra thêm một diss track mới nhắm vào Rich Joy mang tên Nép Qua Một Bên. Đây cũng là track đầu tiên của Toranai nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem ngay trong trận beef. Và như một lẽ tự nhiên, Toranai cũng nhận về track tốc chiến phản pháo có tên là Mỹ Hầu Vương từ Rich Joy ngay vào ngày hôm sau. Cũng trong đêm khuya ngày 13, Phúc Du trở lại với Rượu Phạt, tấn công Son Bass cũng như phân trần, giải thích việc Pipo tố cáo các rapper miền Bắc có công ty giải trí đứng đằng sau giật dây là không đúng sự thật và khẳng định Pipo bị chuyện không có cơ sở. Thời gian đó, cuộc beef đón chào một cái tên mới xuất trận là Black B qua track Giải Trí Chút. Mà về sau, vào ngày 22 tháng 5, anh còn làm hẳn một music video Cây Nhà Lá Vườn để diss Phúc Du và MC Ill, cùng luận điểm chỉ trích chuyện RVP lợi dụng trận beef lần này để câu view và bán vé cho show mà họ sắp tổ chức. Đến ngày 15 tháng 4, Châu Đại Hiệp đã đưa ra thông báo chính thức sẽ không tiếp tục trận beef hay phản pháo lại Rich Joy, mà thay vào đó anh quyết định rút lui vì cần gấp rút lo cho công việc chính của mình ở bên ngoài. Nhanh chóng sau đó, Black B nhận về bài reply dựng lên của Phúc Du. Ngay rạng sáng ngày 16 tháng 4, Phúc Du cho rằng chính Black B lại tiếp tục là người bịa chuyện về vấn đề mở show bán vé của RVP ngay trong phần intro và xuyên suốt bài diss. Ngoài ra, ngày hôm ấy còn ghi nhận Son Bass đã đăng tải một status công kích và nhận định rằng chính MCU mới là người lợi dụng chuyện vùng miền. Qua vụ việc tranh cãi về cách phát âm các chữ giờ, R, giờ của người miền Bắc, bắt nguồn từ những câu rap của Toranai trong bài Nép Qua Một Bên. Cuộc cãi vã online này sau đó mở rộng ra thành cuộc đấu khẩu giữa Son Bass và Choi, khi cả hai đã liên tục công kích nhau theo nhiều cách, từ mỉa mai đến trích quotes từ các bài báo. Đến ngày 17 tháng 4, một diễn biến khác trong trận beef đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đó là B-Ray đã đăng tải một ảnh meme trích lại câu rap nổi tiếng của anh trong bài Thất Đức, đi kèm là lời thách thức tới Rich Joy, và điều này đã khiến Rich Joy tức giận, cũng như yêu cầu một cuộc gặp mặt với B-Ray tại Sài Gòn. Ngay dưới phần comment của bài post này, Joy đã gạ kèo báo ngay ở dưới status kèm screenshot bức ảnh inbox chưa được B-Ray reply. Song song đó,
thành viên đại diện Vinagang cũng cho xuất bản tiếp contract vỡ mặt nạ Mask of Remix cùng Hoàng Đảo Chủ đến từ Arca Records với nội dung tiếp tục Dis People và Son Bass vào ngày 18 tháng 4. Cùng thời gian này, Blackpink cũng đăng tải một status với hàm ý lăng mạ rap Việt Punchline khi nhận thấy rằng ngay sau bài giải trí chúc, mặc dù Phúc Du đã phản pháo phủ định việc dùng beef để PR, truyền thông cho show, nhưng phía MC Ill và Rich Joy lại đăng tải sản phẩm The Flash vs Quicksilver, quảng cáo một tướng mới của tựa game Liên Quân. Kế đó, vào ngày 19 tháng 4 năm 2018, B-Ray đã có hành động mang tính troll các thành phần toxic trong cộng đồng qua bài reply tận 125 rapper ngoài Bắc mang tên Tao Muốn Share Nhạc, đăng tải trên SoundCloud chỉ với 43 giây. Và đó là tổng thời lượng, chứ phần nhạc thì chỉ có mỗi 17 giây mà thôi. Bài nhạc này được anh cho ra lò với mục đích khẳng định một lần nữa về việc B-Ray sẽ không tham gia vào trận beef lần này, dù trước đó anh đã từng có thông báo như vậy trên talk show Underground Talk. Bên cạnh đó, X và báo cũng đã đưa đẩy những dòng trạng thái nhắm vào Choi trên Facebook với tâm điểm là việc B-Ray sẽ để lại số điện thoại nhưng không phải là của anh mà là của bên công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mà nãy giờ hình như bỏ quên ai đúng không ta? À nhớ rồi, bạn nghĩ bạn đã nhận đủ bất ngờ từ Skyler aka King Đảo khi trước đó ngài đã diss từ Nam tới Bắc? Nếu mà bạn bất ngờ thì là do bạn non. Chỉ vài ngày sau lời tuyên bố hùng hồn trên mặt trận âm nhạc, cả giới rap hip hop Việt Nam lại nhận được hung tin từ Torai Nai về việc Skyler bị công an bắt lên phường ngồi do họ phát hiện giao dịch chất kích thích. Và cũng kể từ đó cho đến nay, Skyler vẫn chưa thể quay trở lại cộng đồng để tiếp tục các hoạt động âm nhạc của mình. Và đến ngày 20 tháng 4, trước thông tin Phil Rich Joy đã đáp chuyến bay vào Sài Gòn để xuất hiện trong một buổi gặp mặt trực tiếp với B-Ray, thì lúc này MC Ill lại tiếp tục bày tỏ quan điểm cá nhân của anh về vụ việc này, khi cho rằng chính B-Ray mới là người cố tình muốn mang những xích mích giữa anh và Choi từ trên nhạc ra ngoài đời thực. Hưng Cao cũng đã lên tiếng để bảo vệ cho người đàn em của mình trước những thông tin gây kích động, làm cho hình ảnh của Rich Joy trở nên xấu đi trong mắt của dư luận và đối với người trong cộng đồng. Đáp lại, chính B-Ray cũng phân trần rằng MC Ill mới là người sai và có lỗi khi đã dung túng cũng như cho phép Rich Joy trình diễn bài diss Baby Get My Gun trong trận beef giữa hai người từ cuối năm 2017 ngay tại ủa show Disneyland 5. Trở lại diễn biến chính của cuộc gặp giữa B-Ray và Rich Joy. Tại đây, cả hai đã đi đến thống nhất sẽ không còn chỉ trích lẫn nhau hay xúc phạm đến các bên liên quan thêm một lần nào nữa. Cho đến vài ngày sau, cụ thể là hôm 21 tháng 4, đến lượt AC đăng status dài chia sẻ và nhận định rằng trong vụ việc Rich Joy với B-Ray gặp nhau tại Sài Gòn, cũng như kể cả trận beef này, chính MC Ill là người đã không rạch ròi và thay đổi liên tục các quan điểm xoay quanh những vụ việc trên. Tuy nhiên, sau status này của AC, chiến sự trong trận beef giữa RVP và các rapper miền Nam năm 2018 đã có dấu hiệu tạm lắng xuống khi chỉ có còn đợt công kích từ phía OTD lúc trình diễn bài Cà Rá Live đã có những hành động diss Vinagang cùng việc Sobas mang diss track Lack lên show Battle Freestyle ngày 21 tháng 4 tại Cần Thơ. Một ngày sau đó, tức ngày 22 tháng 4, Châu Đại Hiệp Torai Nai đã chính thức có cuộc gặp mặt với Rich Joy trên bàn nhậu, thể hiện tinh thần hip hop kết nối rất cao và tích cực, chứng tỏ rằng ở ngoài cuộc beef cả hai hoàn toàn không có tư thù cá nhân nào cả. Gác lại câu chuyện giữa Mỹ Hầu Vương và Ngưu Ma Vương, cùng ngày hôm đó Rich Joy tiếp tục lên tiếng về việc Blackpink cũng nhận order làm nhạc quảng cáo cho tựa game Free Fire. Tưởng như mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống ấy vậy mà chỉ 3 ngày sau, vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, Joy và MC Ill tiếp tục lên tiếng về quan điểm của họ, cho rằng Blackpink đang đi ngược lại với chính kiến mà anh ta đã nêu ra trong diss track trước đó. Son Bass sau đó cũng nhắm vào các status của MC Ill và Rich Joy, chế giễu việc rap fan cố gắng phân trần cho nghệ sĩ họ yêu thích qua nhiều năm tháng, cũng như cho rằng việc Hưng Cao và Lê Đức chuyển hướng tấn công Blackpink là để nhận về sự chú ý của cộng đồng. Bẵng đi thêm một thời gian, cho đến tối ngày 1 tháng 5, AC bất ngờ phát hành chuỗi mini track mang tên Trường Ca 5B gồm 5 phần: Bắt Bệnh, Bốc Thuốc, Báo Tàng, Bỏ Nhang và Bố Cáo, hâm nóng trở lại cho trận beef với nội dung phản đối các luận điểm, hành động từ Ramastic, Rich Joy, MC Ill cùng RVP. Đặc biệt, qua lần tham gia vào trận beef này, AC còn để lại một pha cáp kèo mang tính lịch sử về quy mô khi anh đặt cọc sẵn $40,000 để tổ chức một sàn đấu Battle Live cho các anh em rapper ở cả hai phía Bắc và Nam có cơ hội tranh đấu tại Đà Nẵng.
Tuyên bố trên được AC nói rõ ở phần thứ tư, bỏ nhang đã gây xôn xao trong cộng đồng. AC đã đợi cho phía Bắc chấp nhận lên kèo, nhưng sau đó đã không có phản hồi chính thức từ MCL hay RVP. Bài nhạc này cũng nhận về cho mình một bài review tổng quát trên trang cá nhân của ICD. Bên cạnh đó, trong ngày này, phía miền Nam còn có Sombass tung music video cho sản phẩm Nam Quốc Sơn Hà, featuring Band Now. Đây là một bài nhạc mà Sombass đã viết về những giai thoại hào hùng trong lịch sử Việt Nam. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong bài này là ở phần tiêu đề của nó. Khi Sombass đã ghi sẵn nội dung Reply MCL như là một động thái phản pháo lại những luận điểm công kích về vấn đề phân biệt vùng miền dành cho các rapper phía miền Nam mà MCL đã đưa ra trước đó. Tuy nhiên, Sombass đã phải xóa đi dòng chữ đó trên tiêu đề sản phẩm Nam Quốc Sơn Hà chỉ sau vài ngày. Hành động này cũng gặp phải các ý kiến phản đối từ nhiều người theo dõi cuộc beef, do họ cho rằng bài nhạc này đã được Sombass gài clickbait để tên hưng cao trên phần title, chứ chắc nhạc không đã động gì tới MCL cả. Mãi đến ngày 8 tháng 5 thì một lần nữa các bài nhạc chính thức trong cuộc beef mới tiếp tục được ra mắt. Phúc Du đã đứng ra reply AC với diss track Tứ Mã gồm 4 phần: 575 Tài Cán, 666 Ác Ý, 777 Cầu May và 999 Chiến Ca. Trong bài trường ca này, ngoài việc phản pháo lại các luận điểm của AC, Phúc Du cũng không quên đưa ra câu trả lời chính thức từ lời thách thức của C-Chance qua 4 bars rap. Trận beef lại có thêm tình tiết mới vào ngày 11 tháng 5, khi mà Sombass với Phúc Du đã có lời qua tiếng lại trên Facebook về chuyện show 575 do Vinagang tổ chức, ngay trong thời điểm trận beef giữa RVP và các rapper miền Nam năm 2018 đang diễn ra. Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 8, cũng đã có một tình tiết phụ khác diễn ra vì ảnh hưởng của trận beef này. Queen Bee, một nữ rapper đang dần khẳng định được chỗ đứng của mình tại giới underground miền Bắc, đã kết hợp cùng với một nữ rapper khác tên Phạm Ngọc cho ra mắt Battle Queen, thể hiện tinh thần và lập trường của họ. Track sau đó đã nhận được bài reply mang tên Bucky Wayne của Alice, một nửa của bộ đôi Wonderland cùng với PM năm nào. Điều đáng chú ý ở đây là Queen Bee và Alice cũng từng là bạn bè của nhau và đã từng cho ra track Bảy Chó cùng nhau. Vào giai đoạn cuối của cuộc beef, như đã nói ở bên trên, show 575 đã được diễn ra vào ngày 13 tháng 5, quy tụ dàn nghệ sĩ của RVP. Các cá nhân trong tổ chức cũng đã mang đến cho khán giả các màn trình diễn bằng những diss track tung ra trong trận beef này. Vào tối muộn ngày 14 tháng 5, AC đã phát hành bản reply nhắm vào Phúc Du và RVP mang tên Khúc Cầu Hồn. Đây được xem là track kết thúc cho trận beef giữa RVP và các rapper miền Nam năm 2018, khi Phúc Du đã không lên tiếng đáp trả lại trên nhạc. Điều đáng chú ý ở cuộc giao tranh này, đó chính là ba sản phẩm Trường Ca 5B với thời lượng 19 phút 5 giây, Tứ Mã với thời lượng 20 phút và Khúc Cầu Hồn với thời lượng 15 phút 32 giây do AC và Phúc Du thực hiện, đều đã phá rất sâu kỷ lục mà Mac the Diablo cùng track Nội Chiến bao gồm 10 verse với thời lượng 13 phút 18 giây đã từng xác lập nên. Bài rap này đã đứng vững rất lâu trong hạng mục track solo có thời lượng dài nhất trong lịch sử rap Việt Nam vào thời điểm trước đó. Dù cuộc beef Nam Bắc năm 2018 đã kết thúc ở thời điểm giữa tháng 5, tuy nhiên, dư âm mà nó để lại cho cộng đồng là vô cùng to lớn. Ngoài việc hàng loạt các diss track đã được tung ra nhắm vào nhau giữa những tai to mặt lớn, thì bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của những rapper trẻ thuộc lứa thế hệ tiếp theo của rap Việt Nam xuất hiện rải rác trong các giai đoạn khác nhau của cuộc beef. Bên cạnh đó cũng không thiếu những ý kiến hay tư tưởng trung lập. Điển hình có thể kể đến như track 1 phút 31 giây của DSK hay track Quan Điểm của 16 Northside. Những thông tin bên trên đã được tóm tắt và tinh gọn đến mức tối đa nhất có thể và chỉ tập trung vào những bài nhạc đáng chú ý xuyên suốt cuộc beef. Chứ nếu như chúng ta thật sự đi tìm thì sẽ thấy có ít nhất 74 bài nhạc khác nhau của rất nhiều các rapper đã được đăng tải trong xuyên suốt khoảng 6 tuần mà miếng thịt bò này được đưa lên bàn ăn. Đã có rất nhiều cái tên đáng chú ý góp vào số lượng track này. Điều đó đã góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của giới rap hip hop tại Việt Nam khi những giải đấu rap mới xuất hiện như Ayo Battle Rap năm 2018 được tổ chức vào những tháng cuối năm, quy tụ dàn rapper trẻ mạnh từ hai miền với sự góp mặt của cả những cái tên cũng đã từng tham chiến trong cuộc beef vào đầu năm. Đây là cơ hội tranh đấu, cọ sát rất tốt cho thế hệ kế cận của rap Việt. Đến năm 2019, tại giải đấu Backstage Battle Rap, một trong các sự kiện rap quy tụ đủ những yếu tố về hip hop nhất tại Việt Nam,
Chiến Thắng đã gọi tên Sokno cùng Phúc Du ở các hạng mục lần lượt là Freestyle và Battle No Beat. Mình tin rằng những fan trung lập đã từng theo dõi từ đầu cuộc beef nói chung và những nhân tố mới được phát hiện xuyên suốt trận chiến nói riêng, hẳn ít nhiều đều đã từng nhìn thấy tương lai sáng lạn của họ. Ngoài ra, sau trận beef Nam Bắc 2018, có một số rapper ở hai đầu Nam Bắc đã có dấu hiệu hàn gắn mối quan hệ. Tiêu biểu như việc Grammastic được Tổ Quạ mời tham dự show Phứ Phá Tour 2019. Tại đây, Pipo và Grammastic đã có cú ôm lịch sử và làm hòa trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ bên dòng nước mắt đầy cảm động của Cam. Tuy nhiên, vẫn còn đó là những mâu thuẫn, căng thẳng giữa các rapper từ hai miền. Những chuyện đã xảy ra từ cuộc beef này đôi khi vẫn được mang lên cà khịa trên nhạc hay đấu khẩu trên mạng xã hội bởi nhiều bên khác nhau. Tiêu biểu là lần Ken CC cùng với Gizmo của GVR xảy ra mâu thuẫn với Rich Joy từ bài Tối. Mâu thuẫn này đã vượt quá giới hạn và dẫn đến va chạm tay chân. Kèm theo đó là rất nhiều lùm xùm và câu chuyện bên lề khác nhau. Thậm chí, tới mãi năm 2020, vụ việc này vẫn còn được nhắc lại trong trận battle cá nhân giữa Magazine và Gizmo. Bên cạnh đó, sau nhiều lần công kích trên nhạc lẫn cà khịa qua status, thì trong năm 2021, Nora C, aka BZ, aka Dr. BL, đã công khai trên mạng xã hội về việc đòi rút bó nhang, một hành động chấp nhận lên kèo thiết lập sàn đấu Battle Live tại Đà Nẵng của AC, nhưng AC lại nhanh chóng từ chối lời đề nghị này. Hàng ngàn câu lyrics được xuất xưởng, hàng trăm status ý kiến trái chiều qua lại, gần cả trăm bài nhạc đã ra lò từ hàng chục đội nhóm khác nhau, một người đã được mời đi ăn cơm nhà nước trong thời gian chưa xác định, và một thế hệ sau đầy tiềm năng và tài năng. Mâu thuẫn và ý kiến trái chiều là một thứ không tránh khỏi ở bất cứ lĩnh vực nào. Chưa kể đến việc bản chất của rap là phương tiện để cất lên tiếng nói, bày tỏ góc nhìn của chính bản thân mình. Có thể thấy, cuộc beef Nam Bắc năm 2018, dù còn những hạn chế và tiêu cực ở những mảng nhất định, song nó là một sự kiện cần phải diễn ra để các tư tưởng khác nhau thuộc hai đầu Nam Bắc được cọ sát và phát triển, cũng như làm sân khấu showcase rất nhiều cái tên Next Gen đại diện cho giới nhạc rap cả Bắc, Trung, Nam trong nhiều năm tới. Đó là những điều mà không một chương trình truyền hình hay lượng tiền tài nào có thể mua được. Và cuối cùng, trang sử Bắc Nam 2018 cũng đã có cho nó một dấu chấm hết. Một cuộc thư hùng có quy mô rất lớn với đầy những điển tích và chiến tích sẽ còn được lưu lại đến muôn đời sau. Những thông tin, tư liệu và cột mốc thời gian đã được Việt Hip Hop thu thập, đối chiếu và sàng lọc từ rất nhiều nguồn khác nhau, nhưng sẽ không phải là không có sai sót. Sẽ là vô cùng tuyệt vời nếu các bạn có thể để lại những bình luận mang tính xây dựng và văn minh để cho cả cộng đồng Hip Hop Việt Nam có thể có được góc nhìn trung lập, chính xác và toàn diện nhất về cuộc beef năm 2018 này. Hy vọng những con người khát khao tìm hiểu đã có cho riêng mình thêm một giai thoại hào hùng trong kho tàng tri thức. Việc rap sử thi sẽ quay trở lại vào một ngày không xa, khi những câu chuyện lại cần được kể, khi lịch sử cần được tiếp tục ghi chép lại. Đây là Việt Hip Hop. Peace.